Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, vậy mà bạn vẫn phải đi ra net, vẫn chưa có PC để chơi game ở nhà. PCM chính là giải pháp, nơi bạn có thể tậu ngay một dàn PC giá rẻ hiệu năng cao. Với CPU Intel Core i5-12400F là mẫu CPU quốc dân hiệu năng vô địch phân khúc tầm trung, cùng với các đồ họa RTX 2060 6GB giá sinh viên nhưng cực kỳ thiện chiến, cho phép bạn quẩy mạnh từ game eSports cho đến AAA ở độ phân giải Full HD, kết hợp cùng 16GB RAM DDR4 và 500GB SSD chuẩn NVMe, thoải mái cho các bạn sử dụng, kể cả với những nhu cầu khác bên cạnh gaming như là chỉnh sửa hình ảnh, edit video hay là livestream. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc là tăng giảm hiệu năng tùy vào nhu cầu và sở thích, như là tăng RAM, SSD hay là nâng cấp lên tản nhiệt nước. Hãy truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc là trực tiếp đến với các showroom của PCM để được tư vấn cụ thể nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video nào. Trong số trước của Cứ Tưởng Là Thật, chúng mình đã đưa ra 4 câu hỏi về hình ảnh phi hành gia trên nhà Nguyện thế kỷ 17, về người đầu tiên đánh gôn trên mặt trăng, về phương pháp nhịn đói để chữa bệnh, và về loại vũ khí nơi bạn buộc tên lửa vào mèo. Đáp án là 1A, 2A, 3B, 4A. Có rất nhiều người đưa ra câu trả lời nhưng chỉ một người trả lời đúng và nhanh nhất, đó là bạn Critical Art Guy. Xin chúc mừng, bạn hãy liên hệ tới fanpage của Bộ Não để được chúng mình hướng dẫn nhận quà nhé. Đường link fanpage sẽ ở trong phần mô tả của video này, cứ vào rồi nhắn tin nhé. Còn với các bạn khác thì vẫn còn rất nhiều cơ hội, hãy tiếp tục tham gia vào tuần sau. Còn bây giờ thì bắt đầu chương trình nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cứ Tưởng Là Thật, game show đố vui có thưởng lên sóng hàng tuần trên kênh Bộ Não. Để mình giải thích qua luật chơi, vào lúc 18:45 thứ 6 hàng tuần, chúng mình sẽ đưa ra các câu hỏi. Những ai trả lời nhanh và chính xác nhất trong phần comment trực tiếp khi đó sẽ nhận được phần quà của chúng mình. Mỗi người sẽ chỉ được comment một lần và không được xóa comment để trả lời lại. Người chiến thắng sẽ được chúng mình tiết lộ ở số kế tiếp, còn video chính thức sau đó sẽ là lời giải theo phong cách của Bộ Não. Với các bạn đã bỏ lỡ thì không sao, vẫn còn tuần sau nhé. Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản thôi. Đây là cái gì? A. Củ khoai tây, B. Quả táo, C. Cục vàng, hay D. Cục phân? Đáp án là B. Một quả táo. Trước khi làm video này, mình không hề biết thế giới của táo lại đa dạng như vậy. Hình dáng của các loại táo có thể khác nhau một trời một vực luôn, như là bức hình mình dùng làm câu hỏi này này. Đây là quả Nobiraset, một dòng táo có vẻ ngoài sần sùi xấu xí trông như một củ khoai tây, nhưng mà bên trong lại rất mềm và ngọt. Tôi đang tưởng tượng người đầu tiên phát hiện ra dòng táo này họ phản ứng kiểu gì. Chắc hẳn anh ta phải ngạc nhiên lắm khi mà món khoai tây nghiền của mình lại có vị giống quả táo. Thông tin về nguồn gốc của Nobiraset đã bị thất lạc theo thời gian, nhưng lần đầu tiên loại táo này được biết đến rộng rãi là vào năm 1819, khi nó được giới thiệu tại Hiệp hội Làm Vườn London. Nó suýt nữa bị tuyệt diệt trong Thế chiến 2, nhưng may mắn đã được Bộ Sưu tập Trái cây Quốc gia Vương quốc Anh cứu được, và giờ Nobiraset được trồng ở một số nơi tại châu Âu và Bắc Mỹ. Ngoài loại táo nhìn giống khoai tây ra, thì chúng ta còn có quả Apieto, một giống táo xuất phát từ Thụy Sĩ hoặc là Pháp, với đặc điểm nổi bật nhất là nó có hình ngôi sao. Nói thật, trông nó giống như một con Pokemon hơn là một loại hoa quả ấy. Và khi bạn ăn thì cũng sẽ thấy tiếc cơ, tại vì nó trông đáng yêu một cách hoàn hảo ấy. Dù vậy thì bạn sẽ không thấy nhiều Apieto bán ngoài siêu thị đâu, bởi vì những người nông dân thu hoạch nó rất tỉ mỉ, chỉ có những quả thực sự có 5 cánh đều nhau mới được mang đi bán. Một loại khác thì có tên là Robust Crab, với bên ngoài và bên trong nhìn y hệt quả mận của nước mình, nhưng mà nó chắc chắn là táo. Dòng táo này thì không thích hợp để ăn không cho lắm, mà thường được dùng để làm mứt hoặc là rượu nhiều hơn. Hay là đây nữa, nhìn giống quả lê, nhưng thực ra nó là quả táo. Đây là giống Egremont Russet, được trồng tại Anh Quốc. Mặc dù nó hơi khô nhưng mà có vị rất ngọt, hơi hơi giống như quả hồng ấy. À, còn đây là loại táo mà mình cực kỳ thích. Cái này thì có tên Việt Nam và được trồng ở Việt Nam luôn. Đó là táo ruột hồng, với phần thịt có màu hồng đỏ trông cực kỳ nịnh mắt, trang trí hay mang đi mời khách thì trông sang phải biết. Thực sự đó mới chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của táo mà thôi. Nếu biết những loại táo nào kỳ lạ và độc đáo hơn thì hãy comment bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì qua câu hỏi thứ hai nào.
châu Âu hay châu Á thì cũng đều chung một điểm, đó là chúng ta đều thờ thần thánh. Sự khác nhau chỉ là cách thức mà thôi. Bên trời Âu thì người ta sẽ cầu nguyện, còn bên mình thì dùng hiện vật, mong rằng các vị sẽ nhận được của ngon thức hiếm mà ban lành cho dân chúng. Dù vậy thì ở Thái Lan, người ta có thể dâng lên một thứ đồ kỳ lạ lắm, không phải bò lợn, cũng chẳng phải hoa quả, mà là một loại đồ uống. Câu hỏi là người dân Thái Lan thường dâng lên thần linh thứ đồ uống gì? A. Fanta dâu, B. Trà ô long, C. Rượu soju, hay D. Cà phê trứng. Đáp án là A. Fanta dâu. Những chai Fanta dâu này xuất hiện rất nhiều ở các nhà hồn tại Thái Lan. Ở đất nước này, các ngôi nhà, chung cư, trung tâm thương mại, cây cổ thụ luôn sẽ có một ngôi nhà hồn xây kế bên, trang trí bằng hoa hoặc là giải băng, vây quanh là rất nhiều chai Fanta dâu, tạo ra một khung cảnh rất đặc trưng và nói thật nhìn nó cũng hơi buồn cười. Những ngôi nhà nhỏ này được xây dựng cho các linh hồn từng trú ngụ ở khu đất. Khi mà người Dương xây nhà lên thì phải cho những linh hồn này một chỗ để ở, nếu không sẽ bị quấy phá, không làm ăn sinh sống được. Ngày trước thì nhà hồn thường chỉ được làm bằng gỗ đơn giản thôi, còn ngày nay thì nó được sản xuất hàng loạt, người dân không phải lóc cóc ngồi đục đẽo thủ công như trước. Màu sắc của ngôi nhà sẽ được quyết định bởi thầy cúng, còn trang trí thế nào là tùy vào gia chủ, nhà nào càng trang trí cầu kỳ thì chứng tỏ gia chủ càng giàu. Dù vậy, câu hỏi vẫn còn đó, tại sao lại thờ cúng bằng Fanta dâu? Câu trả lời đơn giản lắm, tại vì nó ngọt và nó màu đỏ. Theo người dân Thái Lan, các vị thần rất thích ngọt, còn màu đỏ thì đại diện cho máu, và máu thì lại đại diện cho sự sinh sản và hiền tế. Ngày trước thì người Thái Lan đã dùng một thứ nước đỏ khác để thờ cúng rồi, nó cũng có vị ngọt và có màu hồng đỏ đến từ đường thốt nốt cùng 6 loại thảo mộc khác. Cơ mà khi Fanta dâu đặt chân đến nơi đây thì họ dùng luôn cho tiện, đỡ phải pha, tại nó cũng là nước ngọt và màu đỏ của nó cũng đẹp nữa, mặc dù chắc chắn là có phẩm màu. Có lẽ vì lý do này cho nên mặc dù Thái Lan là đất nước có diện tích bé hơn một bang của Mỹ, nhưng lại là thị trường lớn thứ tư thế giới của Fanta, vượt mặt cả Trung Quốc lẫn Mỹ luôn. Một thông tin thêm mà mình chỉ nói cho vui thôi, đó là theo một người hành nghề tâm linh có tên Kalyane Rudrakanchana, thì cô đã từng nói chuyện với các linh hồn và họ không yêu cầu cụ thể là phải dâng Fanta dâu cho họ. Nên là về cơ bản, mọi người thích thờ cùng cái gì cũng được, vịt quay, bánh ngọt, kẹo mút vân vân, các cụ cũng sẽ thích cái mà. Thế chiến thứ nhất là một sự kiện kinh hoàng, đó là thời điểm mà mọi thể loại vũ khí mới được phát minh, trở thành tiền đề cho những công cụ hủy diệt hiện đại. Chúng ta có súng máy, xe tăng và cả máy bay nữa. Nhưng mà thời đó, máy bay hạng nặng dùng để thả bom là khá hiếm, chủ yếu là máy bay nhỏ dùng để thám thính và không chiến với máy bay của đối thủ mà thôi. Dù vậy, vẫn có một thứ được thả từ trên trời xuống nhằm gây sát thương cho bộ binh phía dưới. Câu hỏi, ngoài thả bom, máy bay trong thế chiến thứ nhất còn thả cái gì để gây sát thương? A. Chó dại, B. Lá cây, C. Đinh, hay D. Sách. Đáp án là C. Đinh. Đây không phải là một loại đinh thông thường, chúng dài bằng một cây bút chì khoảng 12cm và có mũi dài hơn 1cm được mài rất nhọn. Chúng được phát triển trong giai đoạn đầu của Thế chiến thứ nhất khi mà vũ khí gây sát thương còn khá thô sơ. Những chiếc đinh này được đóng gói theo hộp, mỗi hộp 500 chiếc. Phi công máy bay sẽ đặt nó vào một cái lỗ trên buồng lái. Khi muốn thả đinh thì chỉ cần kéo một sợi dây là đinh sẽ được giải lên đầu quân địch ngay lập tức. Mỗi lần như vậy thì sẽ thả được trong diện tích 400m², bao phủ một vùng rộng lớn. Bạn có thể nhìn bức hình này, một cái đinh có thể xuyên qua cả khúc gỗ dày như thế, thì bạn tưởng tượng nó sẽ đâm xuyên cơ thể người dễ dàng như thế nào. Một loại vũ khí tương tự nhưng mà nguy hiểm hơn là flechette, nó cũng là đinh thôi, nhưng được thiết kế lại phần đuôi sao cho vận tốc rơi là nhanh nhất có thể, tạo ra một trận mưa phi tiêu từ trên trời trút xuống quân địch. Chúng cũng thường được thả theo từng hộp giống như thả đinh, tuy nhiên vì kích thước lớn và tốc độ bay nhanh hơn mà sát thương của chúng cũng cao hơn đáng kể. Mặc dù các phi công Đức, Anh và Pháp đều sử dụng rộng rãi những chiếc đinh và phi tiêu này trong Thế chiến thứ nhất, nhưng về sau chúng dần tỏ ra kém hiệu quả, đòi hỏi phải tạo ra loại vũ khí gây sát thương diện rộng hơn, hủy diệt hơn. Thế là họ cùng nhau cất chúng vào kho, mang ra loại vũ khí hiệu quả hơn nhiều để thả. Đúng rồi đấy, chính là bom. Thiên nhiên vẫn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn đối với con người chúng ta. Thỉnh thoảng sẽ có những hiện tượng khó mà lý giải được, khiến cả những nhà khoa học cũng phải vắt óc tìm hiểu nguyên do. Năm 1876 có một sự kiện như vậy xảy ra tại Mỹ. Câu hỏi là đây,
vào năm 1876, sự kiện gì đã xảy ra tại Kentucky, nước Mỹ? A. Bão thủy tinh. B. Động đất 12 độ Richter. C. Gió ấm. Hay D. Mưa thịt. Đáp án là D. Mưa thịt. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1876, những khối thịt lớn đã rơi từ trên trời xuống Olympia Springs ở quận Bass, Kentucky. Người dân cho biết những cái cục đó trông như thịt bò, rơi xuống như tuyết xuống khắp con đường và cả con người nữa. Trong khi đó, bầu trời thì lại hoàn toàn trong xanh. Miếng thịt lớn nhất được nhìn thấy to đến 10cm, còn trung bình các miếng khác thì sẽ là khoảng 5cm. Khi mà rơi xuống thì chúng còn rất tươi, nhưng mà sau khi để qua đêm ngoài đường thì bắt đầu bốc mùi và thối rữa. Một vài người đã rất dũng cảm hoặc là rất ngu ngốc, ăn thử chỗ thịt này và nói rằng nó có vị của thịt nai hoặc là thịt cừu. Lời giải thích đầu tiên cho hiện tượng này được đưa ra vào 3 tháng sau, khi một người có tên là Leopold Brandes đã mang những miếng thịt này đi phân tích. Ông tuyên bố rằng đây không phải là thịt, mà là một loại vi khuẩn lam nước ngọt có tên là Nostoc, trông sền sệt và sẽ phồng to lên mỗi khi trời mưa. Người ta cho rằng những con vi khuẩn Nostoc có thể đã bị gió cuốn thổi lên mây và trút xuống khi mà trời mưa, tạo ra hiện tượng mưa thịt. Nhưng mà kết quả này không được thỏa đáng cho lắm, tại vì khi mưa thịt xảy ra thì bầu trời lại rất trong xanh kia mà. Leopold sau đó đã gửi những mẫu thịt này cho Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Newark, tiến sĩ Ahmed Edward, và ông này cho rằng đó có thể là mô phổi của những con vật mới sinh hoặc là mô phổi của ngựa, một giả thuyết còn đáng sợ hơn. Ý kiến này được ủng hộ bởi một nhà mô học khác là tiến sĩ J.W.S. Arnold. Ông cũng đã nghiên cứu và cho rằng những cục thịt kia có chứa mô phổi và sụn động vật. Đến đây vẫn còn câu hỏi còn lại, làm thế nào mà chúng rơi từ trên trời xuống? Lời giải thích hợp lý nhất được đưa ra bởi tiến sĩ L.D. Kastenbein, viết trong tờ Louisville Medical News. Ông cho rằng chút thịt đó là do kền kền nôn ra. Sau khi nhận được mẫu vật, ông đã đốt nó lên và nhận ra rằng đó là mùi thịt cừu ôi thiêu, kết hợp với việc khu vực này cũng thường có kền kền bay qua. Do vậy mà giả thuyết này nhanh chóng được tin dùng và được xem là lý do gây ra cơn mưa thịt. Hai loài kền kền được tìm thấy ở Kentucky là kền kền đen và kền kền gà Tây. Chúng đều có khả năng nôn thức ăn ra như một cơ chế tự vệ hoặc là để giảm bớt trọng lượng cơ thể, giúp chúng nhẹ hơn và bay dễ hơn. Do vậy mà mọi người đều cho rằng đó là lời giải thích thỏa đáng nhất. Mưa thịt thực ra là do kền kền nôn mà thôi. Và đó là kết thúc của số cứ tưởng là thật ngày hôm nay. Các bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi? Có câu nào khiến bạn bất ngờ không? Hãy chia sẻ ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.